Không phải vậy. Tí đòi đòi đôi giày, đòi đôi giày. Có giày của con. Em mượn đi. Nó rất bù chạy này. Ai kêu con này là tóc búi lên cao. À tóc búi người ta phải nói vậy chứ. Nó đâu có thẳng được đâu. Cái búi thẳng xuống giống như cái tóc đuôi già. Cái này phải cột lại rồi. Ý là đầu giống như chị Kem cơ. Không, cái tóc này người ta làm quá. Nhưng mà tóc xù là mô đen bây giờ đấy. Tóc kia bây giờ thôi. Tóc xù đẹp chứ không? Uốn đẹp ghê. Đôi giày nó kìa, đòi đôi giày thế. Đôi giày hả? Tìm cho em đôi giày luôn ấy. Không, nó không có miễn phí đôi giày đâu. Người con này không có đôi giày hả? Nó đâu, người ta đâu có miễn phí đôi cho con này đâu. Đôi giày rồi. Nó có đôi giày không? Đúng rồi, búp bê phải có đôi giày chứ. Như nhiều loại sao ấy. Không, người ta không có miễn phí đôi giày này á. Cái chân nó vậy mà. Đây chị coi nè. Để coi cái chân nó coi. À, chân này đâu có. Đôi giày phải có đôi giày. Người ta miễn phí á. Người ta miễn phí con của con mà không miễn phí con của kia. Tại vì ai kia kia đâu có con này. Đi qua tìm đôi giày cho em nào. Nè. Trời đất. Nếu tìm búp bê mà không tìm đôi giày thì em nó cũng trả thành. Đôi giày của búp bê đâu rồi? Thấy nó vứt luôn búp bê không? Có, tại sao không có? Vứt luôn búp bê thì cho búp bê khác đi. Đôi giày của búp bê đâu rồi? Đằng sau Sukem là một Suka đang bứt rứt. Xui cho mình á. Hôm qua tìm sụ cái em dẫn em qua tìm đôi giày nào. Thôi. Cái này người ta không biết với đôi giày đâu. A cầm mít bèo. A cầm mít bèo. Mà phải đi dũi nó là chơi chảy nó không có thẳng đâu đó. Chảy nó dính được luôn nè. Thì bác Hoàng lấy lược ra rồi. Cầm mít bè. Cầm mít bè. Cô hai đang học tiếng Kiều Quang. Thế này con chơi không? Con không chơi thì kêu chị Kem đem cất nha. Thế con chơi đi. Thì búp bê của con mà. Đôi giày của búp bê đâu? Lúc mua con này có mua đôi giày đâu. Con biết cách này.